Vâng, hello. Thì hôm nay nông nghiệp tự nhiên em xin chào toàn thể anh em đây ạ. Thì để mới nói cái video hôm nay thì em xin quay một chút, đó là cái con pet nhôm nó đẻ con, tức là nó sinh con rồi anh em ạ. Thì hôm nay em quay con pet nhôm này, nó tức là với em thì em gọi là con nhôm. Mà hôm nay thì nó lại tiếp tục nó sinh sản đây, con của nó đây vừa mới đẻ được cách đây hơn 1 tiếng thôi đấy, bây giờ nó bò lôm ngôm rồi đấy, đấy anh em nhìn thấy đây. Thế thì như lúc trước em khi mà nó có bầu ấy thì em cũng cho anh em xem rồi, đó là có con đen nữa, tức là con của nó là con mẹ. Thì con đen của nó thì bây giờ phải nói là nó sổi rồi anh em ạ. Thì là nó không còn tức là nó bị hỏng rồi. Còn bây giờ là chỉ còn nó thôi. Nó là con lấy được sau. Thế thì đợt này thì em chả biết nó đẻ được bao nhiêu con. Đây hiện tại thì em đang đếm được có xem nào. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6. Em đếm được 6 cái đầu. Thì như lúc trước này em đã giới thiệu cho anh em rồi, đó là con này thì em không sờ được vào nó, mà em cũng không gần được nó luôn. Như có hôm nay thì mình liều mình thì người ta bảo rồi, giữ như chó đẻ, tức là con chó nó còn biết bảo vệ con đấy. Nhưng mà đây này, em đến gần nó mà cái mắt của nó, anh em nhìn này, cái mắt nó gian gian lắm này. Đấy, cái mắt này nói cái lòng trắng này kìa, là nó rất chi là gian đấy, loanh quanh không biết nó cắn mình lúc nào. Nhưng mà đại loại là mình liều mình thì mình đi vào gần mình quay cho anh em xem. Thế thì ở đây là có, hiện tại là có 6 con, thì để tẹo nữa em sẽ đuổi nó ra để em đếm con xem là được bao nhiêu con, hay 7 8 con. Lứa trước thì nó đẻ 8 con đấy, như lứa này thì mình thấy là 6 con. Đây có con nó đang ủi này, nó đen đấy, đen xì. Nào, hay nhỉ, đấy em phải quát là đấy, anh em nhìn thấy không, em chỉ chớm cử động tay cái là nó gừ ngay, nhưng mình không dám sờ đâu. Phải nói thật là như thế, bởi vì là nó dữ, từ lúc nhỏ đến lúc lớn thì thực sự ra là cũng chẳng ai dám sờ nó. Bởi vì trước ấy là cái con này nhà em thì hiện tại nó được 10 năm nay rồi, mà cái con của nó ấy, thì em mới gây được nó mới đẻ được 5 năm nay thôi. Thế còn lại thì con này thì nó được 10 năm rồi, nhưng chưa rụng răng anh em ạ. Vẫn răng vẫn nguyên, cắn vẫn đau lắm. Thì về nói về chó ấy thì như trước ấy, thì anh em chắc là nếu anh em nuôi lâu thì anh em cũng biết, mà các cụ bảo rồi thì chó nó cứ đẻ một con thì là 10 ngày nó sẽ mở mắt, còn 6 con thì 16 ngày nó sẽ mở mắt. Thế thì chả biết là có phải hay không, nhưng mà hôm nay ấy, thì là em sẽ quay và bắt đầu tính từ ngày hôm nay. Thì hôm nay là ngày ngày mùng 3 tháng 2 âm lịch. Bắt đầu tính từ ngày hôm nay cho đến cái lúc đấy xem sao. Và bây giờ thì em sẽ đuổi nó ra xem là con này đẻ được 6 con hay là đẻ được 7 con nha anh em nhé. Để giờ em lấy cái que đã, không nhìn sợ lắm. Người ta bảo giữ như chó đẻ mà. Đây em phải lấy cái que đã. Nhôm, đi ra ngoài. Ra ngoài. Đi. Đây này, anh em nhìn này, nó nhe răng này. Đấy, có phải đùa đâu. Đi, ra ngoài. Ra. Đây anh em này. Đấy, em lấy que nó còn cắn luôn cả que này. Đấy, có đùa đâu. Đấy. Này, đấy, nó cắn nó còn không cả nhà ra. Đi ra ngoài đi. Dậy. Khó ghê, phải nói là mình không dám sờ vào con này, như con của nó, con đen ấy thì là em dám sờ, như con này thì nó hơi dữ, đâm ra mình không dám sờ vào nó. Ra ngoài đi, dậy.
Để em đánh nó thử xem mà. Đi ra dậy đấy, nó ra rồi đấy anh em ạ. Đấy đây nó đi ra rồi, thì bây giờ để mình đếm xem là được bao nhiêu con nào. Vào đi em, phải chắc ăn em phải chơi đóng cửa đã, không không biết là nó sẽ vào lúc nào. Đây là nó đẻ trong bếp này anh em này. Đấy em phải chơi chắc cú á. Đấy em phải chẹn luôn cả cái này vào. Và bây giờ mình vào mình xem là con pet nhôm này nó đẻ được bao nhiêu con cái và bao nhiêu con đực. Thế là vào 6 con thật anh em ạ. Thế là 6 con thì vào 16 ngày. Đây con đực này. À đây con cái rồi. Thế thì người ta rồi, chó đẻ một bè thì mất nghề làm ăn. Nhưng mà có được có cái rồi, không sợ. Đây ba con nhôm nhôm này, còn lại mấy con nó cũng đen đen do do. Thế thì hôm nay em làm cái video này ấy, thì cũng là thông báo cái tin vui cho anh em là con nhôm của nhà mình nó đã đẻ rồi. Và sắp tới đây thì em sẽ một buổi nào đấy em ra ngoài chợ, chỗ chợ chó để em bắt lấy vài con chó về em nuôi. Thì anh em nào yêu cái kênh thì cho em xin một like, chia sẻ và đăng ký kênh, và chờ xem những cái video mới nhất của em để xem là nuôi chó nó sẽ như thế nào. Thế còn lại thì hôm nay em sẽ làm cái video đến đây và kết thúc. Cảm ơn đến toàn thể anh em đã theo dõi và ủng hộ kênh cho em. Em xin cảm ơn rất chi nhiều. Còn anh em nào có vấn đề gì mà muốn hỏi thì cứ comment ở bên dưới thì em sẽ trả lời và giải đáp cho anh em. Hôm nay thì em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video sau.